Ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hải, sinh năm 1998, quê ở thôn Xuân Lạng, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quen với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo. Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau, có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9, do công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị, điều hành hai website thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc. Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh YouTube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc mỗi ngày thực hiện từ 10.000 đến 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.